Nơi thập lực của Như Lai mỗi mỗi quán sát, trong mỗi mỗi lực có vô lượng nghĩa, đều phải hỏi han. Bồ Tát tu tập phạm hạnh thanh tịnh, đối với 10 lực trí huệ của Như Lai, phải mỗi mỗi quán sát, nghiên cứu kỹ càng. Trong mỗi lực trí huệ đều có vô lượng vô biên nghĩa lý. Mỗi thứ nghĩa lý đều phải tự mình quan sát, nghiên cứu, nên hỏi han chính mình, nghĩa là hồi quang phản chiếu, cầu nơi chính mình. Nghe rồi nên khởi tâm đại từ bi, quan sát chúng sinh mà chẳng lìa bỏ, suy ngẫm các pháp chẳng có ngừng nghỉ, thực hành hiệp vô thượng chẳng cầu quả báo, biết rõ cảnh giới như huyễn như mộng, như bóng như tiếng vang, cũng như biến hóa. Bồ Tát tu phạm hạnh thành tịnh, minh bạch thấu rõ vô lượng nghĩa lý và pháp môn, tự mình nghiên cứu kỹ càng, hoặc ở nơi chư Phật nghe rồi thì nên sinh tâm vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Chư Phật Bồ Tát chẳng thấy lỗi lầm của chúng sinh. Tại sao? Vì các ngài xem lỗi lầm của chúng sinh như lỗi lầm của chính mình, cho nên đầy đủ tâm đại bi, nghĩa là ban vui cho chúng sinh, cứu khổ cho chúng sinh. Quan sát hết thảy chúng sinh, chẳng mang căn tánh chúng sinh thắng hay liệt, đều bình đẳng mà giáo hóa. Chúng sinh lợi căn thì dạy pháp Bát Nhã, chúng sinh độn căn thì dạy pháp Nhân Quả, chẳng có chúng sinh nào bị xả bỏ. Tôn giả A Nan nói, nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật thì sẽ không thủ chứng quả vị Nê Hoàn. Đây là đại nguyện rất vô thượng, nguyện độ chúng sinh chẳng phân biệt chúng sinh, cho nên chẳng xả bỏ chúng sinh. Phải suy ngẫm nghĩa lý, tất cả pháp, 84.000 pháp môn đều phải nghiên cứu minh bạch. Vì cầu đạo vô thượng, lúc nào cũng tinh tấn, cho nên chẳng ngừng nghỉ. Tu hành nghiệp vô thượng, Phật đạo, mà làm công đức vô thượng, vun bồi phước hệ, vô thượng, mà chẳng cầu quả báo tốt, thì đạt được công đức lành, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, mình chẳng có xí đồ quả báo tốt. Do đó, thì ân bất cầu báo. Đây là tâm tử bi của Bồ Tát. Bồ Tát thấu rõ cảnh giới, nhận thức rất rõ ràng, chẳng có chấp trước, cho nên biết tất cả cảnh giới đều là pháp hữu vi, như huyễn hóa, như mộng tưởng, như hình bóng, như tiếng vang, đều là hư vọng không thật, cũng như biến hóa, tự không hóa có, tự có hóa không, do đó biến hóa vô cùng, tất cả cảnh giới đều như vậy. Nếu các Bồ Tát hai quán hành tương ưng như vậy, ở trong các pháp chẳng sinh hai kiến dài, thì tất cả Phật Pháp sẽ sớm được hiện tiền. Nếu như các Bồ Tát hay quan sát đủ thứ Pháp ở trước mà được tương ưng với các Pháp. Tương ưng là gì? Tức là cứu kính minh bạch nghĩa lý của bản thể, chiếu thấu tất cả Pháp, tương ưng hợp mà là một thể, chẳng phân ra đó đây. Đây là đạo lý hai mà chẳng hai, chẳng hai mà hai. Lúc này đối với tất cả Pháp môn chẳng sinh hai kiến giải, môn nào cũng đệ nhất nghĩa. Tuy chẳng có hai thứ giải Pháp, nhưng lại sinh ra vô lượng nghĩa. Tuy sinh vô lượng nghĩa vẫn là pháp môn không hai. Nếu hai quán hành như thế thì hết thảy các pháp môn lập tức chiếu thấu minh bạch, đó sẽ tương ứng với pháp, chẳng sinh hai kiến giải. Như vậy tất cả Phật Pháp sẽ sớm hiện tiền. Lúc ban đầu phát tâm liền được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề biết tất cả pháp, tức tâm tự tánh, thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà khai ngộ. Lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề liền chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A dịch là vô, Nậu Đa La dịch là thượng, Tam dịch là chánh, Miệu dịch là đẳng, Bồ Đề dịch là giác, tức là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chánh giác là địa vị của hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa với phàm phu khác nhau. Phàm phu thì không giác, là người chẳng có giác ngộ. Hàng nhị thừa là tự giác, là người tự mình giác ngộ. Chánh đẳng là địa vị của Bồ Tát. Bồ Tát khác với hàng nhị thừa, hàng nhị thừa tùy tự giác mà không thể giác ngộ kẻ khác. Song Bồ Tát đã tự giác rồi, lại giác ngộ kẻ khác, có tâm từ bi hơn hàng nhị thừa, cho nên thật hành đạo Bồ Tát vô thượng là địa vị của Phật. Phật khác với Bồ Tát, Bồ Tát tùy đã viên mãn tự giác và giác tha, nhưng giác hạnh chưa viên mãn. Phật thì ba giác đều viên mãn, cho nên xưng là Phật. Và chẳng có ai cao hơn Phật, cho nên vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả vị của Phật. Lúc đó Bồ Tát biết tất cả pháp duy tâm tạo. Trong bổn kinh có nói, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo. Cho nên nói tất cả pháp đều không lìa khỏi tự tánh. Nếu lìa khỏi tự tánh thì chẳng có tất cả pháp. Nếu có thể quan sát nghiên cứu như thế thì chiếu thấu các pháp thật tướng,
liền thành tựu trí huệ thân. Huệ thân này chẳng phải từ bên ngoài mà đắc được, mà là do mình giác ngộ cảnh giới này mới chứng được huệ thân tam muội. Lục tổ huệ năng có nói: khi mê thì thể độ, khi ngộ thì tự độ. Tức là đạo lý này, lúc khai ngộ thì có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này chẳng phải cầu bên ngoài mà là tự chứng. Nếu có cảnh giới khai ngộ thì phải nhờ bậc thiện tri thức ấn chứng, bằng không thì không thể thành lập. Song thiện tri thức ấn chứng phải là người khai ngộ. Khi lục tổ ở núi Huỳnh Mai thì ngũ tổ chứng minh ngài khai ngộ, cho nên đến Quảng Đông Hoằng Dương Phật Pháp truyền Phật tâm ấn giáo hóa chúng sinh. Các vị chú ý, khai ngộ chẳng phải tự mình thừa nhận, mà là do bậc thiện tri thức đã khai ngộ ấn chứng mới gọi là khai ngộ. Trong Phật giáo phải giữ quy củ, tất cả hết thảy đều phải hợp với pháp độ, dần dần xu hướng tiến về con đường khai ngộ mà đi. Không giữ quy củ thì chẳng hợp với pháp độ, tự xưng làm tổ sư thì không thể được. Cảnh giới của Bồ Tát vượt qua cảnh giới của A-la-hán. Cảnh giới của A-la-hán đã phá được ngã chấp mà chưa phá được pháp chấp. Pháp không, ngã không, pháp chẳng không, còn chấp trước tất cả pháp là thật có. Cảnh giới của Bồ Tát là ngã pháp đều không, vốn chẳng biết có mình, chẳng biết có, chẳng biết không, chẳng biết trái, chẳng phải, tất cả chấp trước đều phá. A-la-hán đã dứt được phần đoạn sinh tử, nhục thể, nhưng chưa dứt được biến dịch sinh tử, tinh thần. Bồ Tát thì hai tử nói trên đã dứt được, mà nhập vô dư niết bàn. Gì là phần đoạn sinh tử? Tức là bạn có phần của bạn, tôi có phần của tôi, bạn có hình đoạn của bạn, tôi có hình đoạn của tôi. Mỗi người đều có một phần, có một đoạn, cho nên gọi là phần đoạn sinh tử. Cũng có thể nói tất cả chúng sinh trong ba cõi đều theo nghiệp mà thọ sinh. Trong nghiệp thiện thì sinh về đường lành, ra nghiệp ác thì sinh về đường ác. Nhân duyên gì thì chịu quả báo đó mà chuyển biến tuổi thọ và hình thể, thảy đều khác nhau, cho nên có phần đoạn sinh tử. Gì là biến dịch sinh tử? Tức là niệm niệm trôi qua, niệm niệm biến đổi, tức cũng là địa vị tu hành biến đổi, hình tướng cũng biến đổi, càng biến thì càng dễ. Lại có thể nói khi Bồ Tát tu hành thì tâm cảnh trước khác với tâm cảnh sau, tức là sinh tử của tâm chứ không phải sinh tử của thân. Do đó biến thân thô thành chất tế, đổi mạng ngắn thành trường thọ, cho nên gọi là biến dịch sinh tử. Phần đoạn sinh tử là sinh tử trong ba cõi chứng được tứ quả A-la-hán mới chấm dứt được. Biến dịch sinh tử là sinh tử ngoài ba cõi chứng được bát địa Bồ-Tát thì mới chấm dứt được. Phần đoạn sinh tử là sinh lý sinh tử, biến dịch sinh tử là tâm lý sinh tử.